Ngày 15 tháng 12, thông tin với báo chí Chánh án Tòa án dân tỉnh Bắc Giang cho biết, trước giờ làm việc sáng nay, ông NGH trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã đem theo xăng bật lửa đến phòng tiếp dân của Tòa án dân tỉnh Bắc Giang tại thôn An Phong, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang và châm lửa đốt. Lúc này, chưa đến giờ làm việc nên trong phòng chỉ có duy nhất người đàn ông này bị bén lửa. Sau khi tự thiêu, ông H được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ để điều tra củng cố hồ sơ xử lý. Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm 6 người do Đàm Văn Trung, 33 tuổi, trú tại Nghệ An cầm đầu. Trước đó vào đêm ngày 14 tháng 12, nhận được tin báo của người dân có vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng, Công an phường 1 thành phố Đà Lạt cử lực lượng đến hiện trường xử lý, trong đó có Đại úy Dương Ngọc Toàn. Trong lúc đang giải quyết vụ việc thì đối tượng Trung có hành vi chửi bới, lăng mạ và xúc phạm lực lượng công an. Tiếp đó, Trung còn dùng tay đấm vào mặt và người của Đại úy Toàn. Khi lực lượng công an khống chế và đưa đối tượng Trung lên ô tô về trụ sở làm việc thì 5 đối tượng còn lại đã có hành vi lôi kéo, bao vây chặn xe ô tô nhằm giải thoát cho đồng bọn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và đưa toàn bộ 6 đối tượng về trụ sở công an phường lấy lời khai. Ngày 15 tháng 12, Bùi Văn Minh, quê Hậu Giang, bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự về hành vi giết người. Theo điều tra, Minh và bà Lê, 43 tuổi, có quan hệ tình cảm nhiều năm. Sáng ngày 15 tháng 12, Minh đến gọi cửa phòng trọ của người yêu ở khu phố Cây Tràm, phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên để nói chuyện, nhưng bà Lê không trả lời. Một lúc sau, anh Nguyễn, 38 tuổi, làm chung công ty với 2 người từ phòng trọ của bà Lê đi ra. Minh bỏ đi, đến công ty làm việc trước khoảng 7 giờ sáng. Thấy Nguyễn chở bà Lê đến công ty, Minh đi đến bất ngờ rút dao đâm 2 người. Ông ta bị bảo vệ công ty và người dân khống chế ngay sau đó. 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau Nguyễn đã tử vong do vết thương quá nặng. Khai với cảnh sát, Minh cho biết gây án vì ghen tuông. Chiều ngày 15 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Mạc Văn Sơn, 48 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ vụ việc, sáng ngày 6 tháng 11, Sơn cầm dao bầu đi lang thang. Lúc này, Sơn gặp ông Vương Văn Lạnh, 43 tuổi, trú cùng xã, Sơn bất ngờ dùng dao đâm vào bụng ông Lạnh. Tiếp đến, Sơn đi bộ thêm 800 mét thì gặp bà Tô Thị Ngậm, 68 tuổi, Triệu Thị Mình, 52 tuổi và tiếp tục dùng dao đâm 2 người phụ nữ này. Hậu quả, cả ông Lạnh, bà Ngậm và Mình bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tật cho thấy bà Mình bị 60%, bà Ngậm 49% và ông Lạnh 6%. Gây án xong, Sơn đi về nhà dùng dao tự đâm vào bụng và cắt cổ tay. Vụ việc được trình báo tới cơ quan công an và Sơn bị khống chế bắt giữ ngay sau đó. Công an bước đầu xác định giữa Sơn và các nạn nhân không có mâu thuẫn. Sơn sống một mình, nghiện rượu nặng, thường xuyên say xỉn nhưng không có tiền sử bệnh lý về thần kinh.